Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi cập nhật tính đến thời điểm 16 giờ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, trên địa bàn cả nước đã xảy ra ít nhất 5 vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 20 tháng 10, tại km 39 800 thuộc khu vực ngã tư giao giữa quốc lộ 51 với đường khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng và A2, thuộc khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đã xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát 72LD00770. Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc có hộ khẩu thường trú tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ điều khiển. Khi đến ngã tư Mỹ Xuân A2B1, thì xe 72LD00770 chuyển hướng sang phải đi vào quốc lộ 51 để đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình chuyển hướng thì va chạm với xe đạp do em Hồ Nguyễn Phương Anh, sinh năm 2008, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2, khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, là học sinh lớp 7A9, trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh, phường Mỹ Xuân điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả làm em Phương Anh bị thương nặng, được người dân chuyển đến trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ và tử vong ngay sau đó. Cũng trong sáng nay, trên quốc lộ 18 đoạn qua địa phận làng Giang Liễu, Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, một nam thanh niên điều khiển xe máy trên xe chở một người phụ nữ chạy tốc độ nhanh đã vượt ẩu đối đầu với xe container đang chạy chiều ngược lại. Hậu quả do cú va chạm mạnh, người phụ nữ bắn ra ngoài dẫn tới tử vong tại chỗ, người nam bị thương rất nặng. Ngoài hai vụ tai nạn giao thông kể trên, thì vào khoảng 6 giờ sáng nay, tại ngã tư Quang Thanh, An Lão, thành phố Hải Phòng, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông được camera hành trình ghi lại khiến hai người bị thương nặng. Cụ thể, đôi nam nữ điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, cả hai không đội mũ bảo hiểm khi đi qua ngã tư đã vượt đèn đỏ. Hậu quả, đôi nam nữ đã đâm trúng vào đuôi xe container, cả hai người văng xuống đường bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ tới tất cả mọi người tham gia giao thông. Chạy xe trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần phải chú ý đảm bảo tốc độ an toàn, đội mũ bảo hiểm và chấp hành theo tín hiệu của đèn giao thông. Còn trên quốc lộ 1, đoạn giữa xã Do Châu và Do Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 11 giờ trưa nay cũng đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và ô tô 4 chỗ, khiến nữ tài xế xe 4 chỗ bị thương. Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 75C05341 chở nhiều suất cơm hộp lưu thông trên quốc lộ 1 từ thị trấn Do Linh vào hướng Nam, vào cứu trợ cho người dân bị ngập lụt tại xã Do Quang. Khi cách cầu Hà Thanh km 747-242 quốc lộ 1 vài trăm mét, ô tô mang biển kiểm soát 75C05341 bất ngờ bị gãy trục, va vào bên trái phía trước ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 74A11829 đang lưu thông phía trước cùng chiều, rồi lật nhào xuống ruộng. Phát hiện sự việc, tài xế ô tô đang lưu thông phía sau cùng người đi đường lập tức dừng lại đưa những người phụ nữ trên xe gặp nạn lên bên đường. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nước lũ bên đoạn quốc lộ 1 này đã rút xuống khá sâu. Những người phụ nữ bị chấn thương được dìu lên bên đường cũng đang được tài xế gọi cấp cứu 115 để chở đi bệnh viện. Hiện tại, việc cứu trợ cho người dân bị mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đang được nhiều người tham gia chung tay. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh, các đoàn xe, tài xế cần chú ý về tốc độ và cần tìm hiểu về những đoạn đường bị ngập nước hay sạt lở để không xảy ra các sự việc đáng tiếc trên đường đi cứu trợ. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D34442 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về Suối Tiên. Khi đến cổng khu công nghiệp Linh Trung thì gặp sự cố khiến xe lao qua bên phải, tông hàng loạt giải phân cách ngăn làn xe máy. Sự cố khiến giải phân cách bị hất văng sang làn xe máy, đầu xe đầu kéo bị hư hỏng làm dầu nhớt đổ ra đường. Đúng lúc một số người đi xe máy chờ tới gặp phải dầu nhớt đã bị ngã. Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến tuyến quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay bằng cảnh báo về tình trạng các phương tiện tự chế lưu thông trên đường thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn nguy hiểm và tình trạng gây tai nạn rồi rượt đuổi nhau trên đường gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, ở clip thứ nhất mới được đăng tải trên mạng xã hội, chiếc xe lôi tự chế do một người đàn ông điều khiển lạng lách trên đường va chạm với tài xế xe ôm, khiến tài xế xe ôm bị gãy chân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10 trên đường Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Sau khi gây tai nạn, thay vì xuống xe xem tình hình nạn nhân, người điều khiển xe lôi tự chế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.
theo quy định tài khoản 3B điều 17, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. Xử phạt bổ sung thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 3. Điều này bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Còn ở clip thứ 2 xảy ra vào tối ngày 19 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai xe ô tô rượt đuổi húc, tông và chèn bánh xe vào nhau như phim hành động của ô tô mang biển kiểm soát 30F với xe ô tô lết xù 350 mang biển kiểm soát 30E trên đường Trần Duy Hưng, bất chấp dòng phương tiện đang qua lại đông đúc. Theo nội dung clip và chia sẻ của người chứng kiến, thì hai xe xảy ra va chạm trên đường ở Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhưng sau va chạm, lái xe lết xù 350 không dừng lại làm việc mà tiếp tục bỏ chạy về hướng quận Cầu Giấy. Liên quan đến vụ việc trên, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, trưởng công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, xác nhận đã bàn giao toàn bộ vụ việc hai xe ô tô rượt đuổi chen ép nhau như phim hành động trên đường phố, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, cho cơ quan công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiến hành xử lý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.